Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Địa chỉ số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay, Tiến Dũng làm một clip để trao đổi với quý vị và các bạn cách lựa chọn một men công suất phục vụ cho việc nghe nhạc và hát karaoke gia đình mình. Xin mời quý vị và các bạn quan tâm cùng theo dõi. Như quý vị và các bạn đã biết, phong cá chào nghe nhạc và hát karaoke giải trí trong gia đình càng lúc càng tăng cao, bởi đây là một thú chơi tao nhã, lành mạnh và đặc biệt mang lại sự sảng khoái cho tinh thần. Và chúng ta thường hay bắt gặp trong hầu hết các gia đình đều có các dàn nghe nhạc và dàn hát karaoke. Vậy việc lựa chọn một men công suất, lựa chọn một dàn âm thanh karaoke sao cho phù hợp với gia đình mình rất quan trọng. Từ đây chúng ta có thể phục vụ cho việc giải trí và có những giây phút thư giãn âm nhạc tuyệt vời. Và ngày hôm nay, như chủ đề, Tiến Dũng sẽ trao đổi với quý vị và các bạn về cách để chúng ta có thể lựa chọn một men công suất, một hệ thống âm ly, một hệ thống âm thanh karaoke gia đình sao cho phù hợp với công suất và với tài chính của mỗi gia đình. Như quý vị và các bạn đã biết, các hệ thống âm thanh karaoke trên thị trường hiện nay thì có 3 cấu hình chính mà anh em sẽ thường xuyên gặp ở các gia đình của Việt Nam. Thứ nhất là anh em sẽ thường xuyên bắt gặp những âm ly Hàn Quốc, ví dụ như Jaguar, ví dụ như Boston Audio, ví dụ như California. Đây là hệ thống âm thanh karaoke có tính khá chuyên nghiệp, tức là bán chuyên nghiệp. Dòng này thường cho cái công suất ở mức độ vừa, thường được sử dụng 4 sò hoặc 8 sò, và với hệ thống digital eco cho âm thanh khá tốt. Tuy nhiên nhược điểm của dòng này thì thường cho công suất hơi nhỏ và khả năng chống hú khá kém, cũng như tiếng micro nó hơi mỏng. Cho nên chúng ta thường thấy là những dòng này đang bị mai một, tức là bị ít người quan tâm trên thị trường. Và một hệ thống karaoke thứ hai đó là những chiếc âm ly nội địa Nhật. Đây là những chiếc âm ly nghe nhạc nội địa Nhật. Những hệ thống này là đồ Nhật hàng bãi, thường được về với tình trạng hàng đã qua sử dụng bên nước ngoài, với âm thanh khá tốt nếu như chúng ta lựa chọn kỹ lưỡng và phối ghép hợp lý. Âm thanh của nó rất tốt. Thường thì chúng ta hay bắt gặp các gia đình thường kết hợp với một vang số để sử dụng cho mục đích vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình. Đây là một cấu hình rất ăn khách, bởi trong chế độ nghe nhạc tiếng của nó rất tốt, và thi thoảng chúng ta hát karaoke thì kết hợp với một vang số thì âm thanh echo cũng như tiếng micro và khả năng chống hú của một chiếc vang số là rất tuyệt vời. Đây là một hệ thống thứ hai mà Tiến Dũng muốn nói đến quý vị và các bạn. Và một hệ thống chúng ta sẽ cận cảnh vào đây. Và một hệ thống thứ ba đó là những dòng men công suất. Men công suất hay còn gọi là cục đẩy công suất. Ở đây hãng đề Power Professional Power Amplifier, tức là anh em thường gọi là cục đẩy công suất. Chúng ta sẽ dùng từ cục đẩy công suất cho nó phổ thông, cho nó thông dụng. Thì với những cục đẩy công suất này có nhiệm vụ là khuếch đại âm thanh rất mạnh và đẩy tín hiệu ra loa, và phần trôn âm vẫn do vang số đảm nhiệm. Vang số nhận nhạc từ các nguồn phát như TV, điện thoại, máy tính, trộn âm, xử lý tín hiệu, và sau đó sẽ truyền dẫn tín hiệu này xuống men công suất, và từ công suất khuếch đại lên rất mạnh hàng ngàn lần, hàng vài ngàn lần, sau đó đưa tín hiệu này ra loa. Thì đây là một hệ thống âm thanh karaoke, một hệ thống khuếch đại âm thanh karaoke trộn âm chuyên nghiệp. Với dòng này
các hãng thường để rất rõ ràng là Professional Power Amplifier, tức là phần công suất âm thanh chuyên nghiệp. Và chúng ta sẽ bắt gặp hầu như trong các quán karaoke, các tụ điểm kinh doanh karaoke, bắt gặp ngay cấu hình như thế này, bởi tính chuyên nghiệp của nó, bởi khả năng đáp ứng về công suất và khả năng đáp ứng về tiếng vang cũng như khả năng chống hú của hệ thống này rất tốt. Đây là cấu hình karaoke chuyên nghiệp. Và đây là cấu hình karaoke kết hợp một vang số với một âm ly nội địa nghe nhạc. Chúng ta gọi là karaoke bán chuyên nghiệp, tức là nó được kết hợp bởi một âm ly nội địa với một vang số. Và ở đây chúng ta thấy những âm ly Hàn Quốc này cũng tương tự, đó là âm ly karaoke bán chuyên nghiệp. Và trên thị trường hiện nay, chúng ta sẽ nói đến phần lựa chọn một men công suất, một cục đẩy công suất sao cho phù hợp với gia đình mình. Đối với hệ thống âm thanh karaoke thì việc lựa chọn cho mình một cái vang số loại tốt để cho chúng ta có một âm thanh tốt, điều này rất quan trọng. Tuy nhiên việc lựa chọn cho chúng ta một men công suất, một cục đẩy công suất sao cho nó phù hợp về công suất, phù hợp về âm thanh và phù hợp về trở kháng, vấn đề này vô cùng quan trọng. Tôi để ý thấy một số khách hàng thường hay gọi điện cho tôi nói rằng tôi mới mua một cục đẩy công suất 2000W, 3000W, giờ có những anh em mua những cục đẩy công suất lên đến 4000W, thì như vậy là nó là quá thừa trong hệ thống âm thanh karaoke gia đình. Đối với âm thanh karaoke gia đình thì như anh em đã biết là hệ thống âm thanh gia đình thì có các dòng loa thường được các hãng sản xuất nhiều ở các phân khúc tầm 100W cho đến 200W trên một loa. Như vậy là mỗi bên loa chúng ta có quân bình khoảng 150W trên một bên. Như vậy thì hai bên nó là tổng cộng là 300W. Thì đối với hệ thống âm thanh karaoke bán chuyên nghiệp thì như lúc trước giờ anh em đều thấy rằng những âm ly của Hàn Quốc như Boston Audio, như Jangwa, như California có công suất ngõ ra khoảng trên dưới 100W. Ví dụ như của 5L6N có công suất lớn nhất là 120W trên một kênh 8 ohm. Và đối với các dòng như 203N thì chỉ có công suất khoảng 80 đến 100W trên một kênh. Và với công suất như vậy thì nhiều năm nay chúng ta đã rất thỏa mãn về độ mạnh, độ lực của âm thanh. Và sang đến các dòng men công suất thì chúng ta có những công suất lớn hơn, 100W, 200W, 300W, 400W và cho đến hàng ngàn watt một kênh. Và Tiến Dũng muốn nói với quý vị và các bạn rằng đối với âm thanh gia đình chúng ta chỉ nên set up những hệ thống men công suất có công suất ngõ ra tầm trên dưới 200W một kênh là đã rất thỏa mãn rồi. Như vậy có nghĩa là nó đã lớn gấp đôi một âm ly Hàn Quốc rồi. Chúng ta không nên đầu tư những phần men công suất có công suất quá lớn, ví dụ như 1000W một kênh là phục vụ cho các anh em đi show nhạc sống chơi ngoài trời thì với sử dụng đến 1000W đến 1500W. Còn đối với gia đình chúng ta nên set up những dòng men công suất có công suất ngõ ra tầm 200W cho đến tối đa là 300W, thì như vậy thì nó sẽ hợp với gia đình mình hơn. Bởi các không gian gia đình thì thường chúng ta có các không gian tầm 30m2 cho đến 60m2 ở trong cái phòng khách của gia đình mình. Như vậy chúng ta không cần một cái công suất quá lớn. Ví dụ như ở đây anh em thấy có một chiếc cục đẩy của Crown 800. Mẫu này anh em thấy phần nội thất được sử dụng 8 sò sắt. Mỗi bên 8 sò sắt, như vậy là hai bên là 16 sò sắt. Dòng này cho công suất ra 400W trên một kênh. Như vậy đã là quá mạnh đối với những anh em sử dụng âm thanh gia đình. Còn đối với chiếc bên đây, đó là Crest Audio V1600.
Với dòng này, hãng đã trang bị cho hệ thống này 32 sò. Dưới miếng mạc này chúng ta thấy có 32 sò nằm dưới đây, 32 sò than. Với dòng này công suất ra cực đại lên đến 800W trên một kênh và hai kênh của nó là 1600W. Như vậy anh em thấy cái mẫu này nó đã quá mạnh so với đồ gia đình, nó hợp với cái việc đi show, đi chơi nhạc sống hơn là việc chơi với các không gian nhỏ trong gia đình của chúng ta từ 30 đến 60 mét vuông. Và có những hệ thống như chiếc bên đây, anh em đang thấy chiếc Crown PS400. Với chiếc này có công suất nguồn 1200W và máy sử dụng 20 sò sắt. Dòng này tiếng của nó rất mạnh. Nó có cái công suất ngõ ra rất mạnh và phù hợp với những không gian cấu hình lớn. Tất nhiên ở đây anh em xin lưu ý rằng có những người thích. Xin lưu ý anh em rằng ở đây có một số anh em rất thích sử dụng hệ thống âm thanh karaoke gia đình mình giống như một dàn nhạc sống, sử dụng một cặp loa full đôi bass 40, giống như là những anh em đi chơi show bass 40cm, rồi sử dụng một loa súp hơi bass 50cm. Như vậy phục vụ cho những không gian tầm trên dưới 50 mét vuông là cấu hình này quá lớn, nó hợp với việc chơi nhạc sống, tổ chức tiệc tùng, ăn nhậu hát hò hơn là phục vụ cho việc chơi nhạc trong gia đình. Và đối với những dòng âm thanh như nãy giờ Tiến Dũng muốn chia sẻ với anh em rằng với những dòng âm thanh gia đình, chúng ta nên lựa chọn cho mình những dòng men công suất, có công suất ngõ ra tầm 200W đến 300W. Như vậy là đã rất mạnh mẽ trong việc giải trí gia đình. Ví dụ như các dòng loa Sennheiser Vega có bass 30 thì thường công suất của một loa là khoảng 250W. Một cặp như thế này thôi đã chơi rất thoải mái cho các không gian tầm trên dưới 50m2. Nếu như chúng ta sử dụng hai cặp như thế này thì đã là quá mạnh mẽ. Đối với hệ thống tôi đang câu ở đây là một cặp loa Sennheiser Bass 30 và một loa Bow 301 Series 3. Hệ thống này là cho âm thanh rất mạnh, nó phù hợp với những anh em chơi cường độ lớn. Tất nhiên chúng ta không nên suy bì với một phòng karaoke khi bước vào nó cảm giác giống như một vũ trường, thì như thế nó không phải là âm thanh gia đình. Âm thanh gia đình nó ở mức độ vừa, giải trí, không ảnh hưởng nhiều đến hàng xóm. Cái đó nó mới là hợp lý theo quan điểm của cá nhân tôi. Những dòng loa gia đình như Bow 301 Series 3 thì thường có công suất 75W một chiếc. Những dòng Bow 301 Series 4 này cũng có công suất 75W trên một chiếc. Và những dòng loa Bow 701 phiên bản 1 lỗ hơi, 22 lỗ hơi thì có công suất khoảng 200W trên một chiếc. Đây là những dòng loa gia đình. Từ đây anh em thấy rằng các hãng sản xuất thiết bị âm thanh gia đình thì thường thiết kế ra những loa có mức công suất từ 100W đến 200W. Còn những công suất lớn hơn thì nó thuộc về những model lớn hoặc những model dạng chuyên nghiệp. Và đối với các dòng men công suất thì khi lựa chọn thì Tiến Dũng xin lưu ý với quý vị là có rất nhiều để cho chúng ta lựa chọn. Ví dụ như Crown 800 sử dụng 16 sò sắt, âm thanh của dòng này rất mạnh, thích hợp với các anh em sử dụng với cấu hình lớn, chơi như một sân khấu bán chuyên nghiệp. Và đây là men sò sắt thì thường cho tiếng bass mạnh, tuy nhiên phần trung âm và phần chép của nó thường thua thiệt hơn, không bằng so với các dòng sò than đời mới sau này. Hay ở bên đây Caret Audio sử dụng 32 sò than. Dòng này cho tiếng đã là sò than thì thường cho tiếng rất sáng, rất mạnh và độ chi tiết cao, nó phù hợp cho việc hát karaoke hơn là sò sắt. Đối với cấu hình này nó cũng rất lớn cho gia đình, nó phù hợp cho các không gian lớn và cho các cuộc vui lớn dạng như
đánh xô của các anh em chơi xô. Và với những dòng như Crown này sử dụng 20 sò sắt thì tiếng nó khá đục, nó không trong trẻo sáng rõ như các dòng men đời mới sử dụng sò than sau này. Và đối với gia đình, ở đây Tiến Dũng đang mở sẵn một cái nội thất. Đây là chiếc Crest Audio CKI 400S. Với dòng này thì máy sử dụng 8 sò than. Ở đây anh em thấy máy đang kẹp 8 con sò than ở trên cái miếng giải nhiệt này. Đối với dòng này sản xuất của Mỹ, sản xuất cho thị trường châu Âu thì có sử dụng nguồn điện là 220V và công suất ngõ ra là 255W trên một kênh. Đối với gia đình chúng ta thì sử dụng với những chiếc như thế này là đã rất thoải mái rồi. Nó hoàn toàn có thể kéo được hai cặp loa sạc WinVega tầm bát 30 thế này, hay một cặp loa sạc WinVega tầm bát 40, hoặc là từ 2 đến 3 cặp loa bầu dạng gia đình như 301, như 401, 501 hay là 601, chơi hai cặp rất thoải mái. Âm thanh của các dòng này đời khá mới, nó thường sử dụng sò than nên tiếng đáp ứng tần số cao rất tốt và cho tiếng trung âm và tiếng chép rất sáng và phần bát rất mạnh mẽ. Một số anh em khi mua những dòng men công suất có công suất rất lớn nhưng khi kết nối trực tiếp với TV Ethernet thì nguồn phát ở trên TV Ethernet, như anh em đã biết rằng, tín hiệu của nó rất nhỏ, rất yếu ớt, nên khi chúng ta đưa cái tín hiệu này thẳng xuống với những chiếc men 20 sò hay 32 sò, tiếng nó vẫn không thoát ra được, nó không bung ra được, thì đó là do nguồn phát. Trong vấn đề lựa chọn một dàn âm thanh karaoke gia đình thì anh em nên lưu ý đặc biệt quan trọng, đó là nguồn phát. Nguồn phát ở đây thường chúng ta lấy từ TV Ethernet thì chúng ta nên trang bị những hệ thống đầu giải mã. Những hệ thống đầu giải mã bổ trợ rất nhiều, làm cho âm thanh trong trẻo hơn và nhạc tính tốt hơn. Đặc biệt cái biên độ tín hiệu nó ra rất mạnh. Từ đây khi đưa xuống những vang số nó xử lý rất tốt thì cái cục đẩy của chúng ta hoạt động rất nhẹ nhàng, nó không có vất vả như là những cái nguồn nhạc trực tiếp từ TV xuống. Và với nguồn nhạc thì anh em cũng nên lưu ý thêm về lọc xì. Lọc xì này lọc bớt tiếng sôi xì, tác động can thiệp các tần số bass, mid, jack như mong muốn, và đặc biệt nó nâng biên độ, nó làm cho âm thanh của tín hiệu xuất ra từ TV sau các đầu giải mã nó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thì đây là các thiết bị bổ trợ cho việc lấy nguồn nhạc mạng trên TV Ethernet hay trên các thiết bị như máy tính, điện thoại, vân vân, bổ trợ làm cho biên độ của tín hiệu mạnh lên rất nhiều. Sau khi các thiết bị này bổ trợ thì việc tín hiệu đã mạnh sẵn rồi thì việc đưa vào vang số và truyền dẫn đến một men công suất nó làm việc rất nhẹ nhàng. Anh em có thể hình dung là khi chúng ta kết nối một hệ thống âm ly karaoke hay là cục đẩy công suất cũng như vang số đến một đầu CD, chúng ta thấy âm thanh của nó rất mạnh. Nhưng khi chúng ta cắm vào một điện thoại smartphone hay cắm trực tiếp vào một TV Internet thì chúng ta thấy tín hiệu nó yếu đi rất nhiều. Nhiều người đã lầm tưởng rằng cái men công suất mà mình mua, mình trang bị nó bị yếu. Nhưng thực ra chúng ta lưu ý một chút thì khi chúng ta có thể thử bằng cách là mượn một đầu CD về cắm vào hệ thống đó thì chúng ta sẽ thấy âm thanh nó mạnh hơn rất nhiều. Chính vì vậy đâm ra các hệ thống hỗ trợ giải mã DAC lọc xì rất quan trọng trong hệ thống âm thanh karaoke, đặc biệt với các anh em chơi nhạc từ TV Internet xuống. Và ở đây Tiến Dũng đang sử dụng với một đầu giải mã chuyên dụng của Lussmann. Tín hiệu được truyền trực tiếp từ cổng quang thông qua hộp giải mã này. Và sau khi giải mã xong thì tín hiệu xuất ra, đưa tín hiệu này vào một vang số và từ đó truyền dẫn xuống men công suất, sau đó ra hai cặp loa này. Một cặp loa sạc WinVega bass 30 và một loa bầu 301 có bass 20 cm. Âm thanh của nó đã rất mạnh mẽ.
ở đây anh em thấy, cái phần volume của nhạc tôi chỉ nhích lên chưa đến 10%, chưa đến 10% là âm thanh nó đã rất mạnh rồi, chỉ nhích lên một chút thôi. Như vậy một men công suất chỉ 8 sò và cho công suất ngõ ra 255W trên một kênh là đã dư giả để cho chúng ta giải trí trong gia đình mình, chơi từ một cặp loa cho đến hai cặp loa tầm bass 30cm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một đoạn nhạc thông qua men Crate Audio CKI 400S có công suất ngõ ra 255W trên một kênh. Ở đây volume tôi chỉ nhích lên một chút thôi. Lượt 1 2 3 4 5 6. Lượt 1 2 3 4 5 6. Lượt sẽ bị mệt trong đầu, tức là nó quá mạnh giống như là âm thanh của sân khấu. Đây là một vài chia sẻ của Tiến Dũng về việc lựa chọn một men công suất karaoke để phục vụ trong gia đình mình. Rất mong được nhận các ý kiến đóng góp comment của quý vị và các bạn dưới video này. Và Tiến Dũng xin kết thúc clip ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị hãy bấm nút đăng ký kênh của Tiến Dũng để nhận các video mới nhất về các video clip hướng dẫn test âm thanh và giới thiệu sản phẩm. Cuối cùng xin một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn và xin chào tạm biệt.